Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Israel, đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm trường Đại học Hebrew, ngôi trường đại học danh tiếng của 8 chủ nhân giải Nobel, tìm hiểu về giải pháp công nghệ chống đâm va Mobileye, giải pháp hàng đầu thế giới do Israel phát minh nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông với tỷ lệ cảnh báo chính xác trên 99%. Đại học Hebrew Jerusalem được thành lập năm 1918, là trường đại học lâu đời thứ hai ở Israel và xếp hạng thứ 59 trong bảng xếp hạng học thuật các trường đại học trên thế giới. Có 4 thủ tướng Israel từng là sinh viên của trường, 8 nhà nghiên cứu và cựu sinh viên của trường nhận giải Nobel và một người được nhận huy chương Fields. Đại học Hebrew được xem là cái nôi của đổi mới sáng tạo. Đây là một vấn đề mà Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang triển khai kế hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh và đón nhận làn sóng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Đại học Hebrew tăng cường hợp tác với các trường đại học của thành phố, đặc biệt là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm giải quyết các thách thức mà giáo dục đại học của thành phố và Việt Nam đang đối mặt. Giáo sư Asher Cohen, hiệu trưởng trường Đại học Hebrew khẳng định, trường xem hợp tác quốc tế cả trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục là thiết yếu nhằm thúc đẩy trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ cũng là một trong tiêu chí hàng đầu của nhà trường, bởi sự trao đổi có thể dẫn tới những ý tưởng mới. Đại học Hebrew có hơn 200 chương trình trao đổi sinh viên với 95 viện nghiên cứu tại 35 quốc gia. Thăm và tìm hiểu về công nghệ thị giác nhân tạo trong lĩnh vực cảnh báo đâm va và lái xe tự động, đoàn đã được tập đoàn Mobileye giới thiệu về quá trình vận hành, giúp tài xế giám sát liên tục cung đường phía trước và cả những điểm mù của xe. Hệ thống có thể nhận diện các phương tiện giao thông, bao gồm cả xe máy, xe đạp và người đi bộ để cảnh báo nguy cơ đâm va sắp xảy ra phía trước cho tài xế trên đường cao tốc và khu vực nội ô bằng hình ảnh và âm thanh sớm đến 2,7 giây, đủ thời gian để họ kịp phản ứng trước khi vụ đâm va xảy ra. Theo kết quả nghiên cứu của công ty bảo hiểm ASA Pháp, việc cảnh báo sớm 1,5 giây có thể ngăn chặn 90% các vụ đâm va vào đuôi xe và cảnh báo sớm 2 giây có thể ngăn chặn gần hết các vụ tai nạn giao thông. Hiện nay, Mobileye được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới, với hơn 20 triệu xe được lắp đặt công nghệ này, được tin tưởng lựa chọn là đối tác OEM chiến lược của hầu hết các thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới.